chào các bạn, đến với kênh Gronai Podcast. Với nhiều chủ đề về lương thực hay thực phẩm chế biến tại nhà. Hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023. Ngoài trời vẫn còn mưa lất phất từ mấy ngày liên tục và bầu trời ảm đạm. Nhiệt độ ngoài trời tương đối ấm, khoảng 1 độ cộng, nhưng cũng chưa đủ làm cho tuyết tan. Cách đây 2 năm về trước, mình ở trong trung tâm thành phố nên ít khi thấy tuyết nhiều như bây giờ, vì mình đã chọn ở gần phi trường Oslo, Na Uy. Mình đã quyết định lựa chọn cuộc sống độc thân ở Na Uy, từ khi mình từ chối người mình yêu, về vấn đề dọn nhà đến Singapore, vào năm 2012. Vào lúc đó, mình lựa chọn con đường học vấn, và cho đến nay, mình vẫn còn học những khóa học trong trường, NMBU. Khi đã quen với cuộc sống đơn phương, thì mình có thể tự lựa chọn những vấn đề tiêu khiển hàng ngày vào những bữa cơm hàng ngày mình thường ngồi ăn trước tv hay máy vi tính với những chương trình về ẩm thực có như vậy thì những bữa ăn của mình không bị nhàm chán hôm nay ngoại cảnh thật buồn tẻ mà mình thì đang đói riêng cá nhân mình luôn thích nấu cơm tại nhà nhiều hơn là đi ăn cơm tiệm thường thường ở việt nam hay ăn bánh xèo vào những ngày mưa mình đang thèm những cái bánh xèo vàng giòn nóng hổi nhưng ở đây không tiện khi đổ bánh xèo vì mình không thích nhà mình hôi mùi dầu chiên nói cho vui rồi mình cũng sẽ chọn một món chiên trong dầu vào bữa cơm tối ngày hôm nay đó là món lạ miệng với cách làm sushi chiên xù giòn ngon sushi chiên xù với lớp bột giòn rụng bên ngoài và đậm đà hương vị bên trong sushi là một món ăn được nhiều người yêu thích bởi hương thơm từ lá trong biển hòa quyện cùng những nguyên liệu tạo nên một hương vị vô cùng hấp dẫn trong bài nói này bạn hãy thử biến tấu món sushi thành sushi chiên xù giòn ngon để thưởng thức vị mới lạ này nhé không phải hiển nhiên mà món sushi lại khiến nhiều người trên thế giới khoái khẩu đến như vậy món ăn vừa lạ vừa quen này thích hợp với nhiều đối tượng từ học sinh sinh viên đến dân công sở và được tạo thành từ nhiều loại nguyên liệu ngon miệng và dinh dưỡng. Mục lục Cách làm sushi, chiên xù giòn ngon Nguyên liệu làm sushi chiên xù Các bước làm sushi chiên xù Bước 1, nấu cơm Bước 2, sơ chế nguyên liệu Bước 3, cuộn sushi Bước 4, cắt sushi Bước 5, chiên sushi Cách làm sushi chiên xù giòn ngon Nguyên liệu làm sushi chiên xù 300g gạo dẻo 5 quả trứng gà 5 miếng thanh cua 1 củ cà rốt 1 trái dưa leo 200g cải bó xôi 100g củ cải vàng muối Mè rang Bột chiên xù Xúc xích Trong biển khô Dầu mè, sốt mayonnaise, tương ớt Các bước làm sushi chiên xù Bước 1, nấu cơm. Chú ý, bạn nên chọn loại gạo dẻo thơm. Sau khi mua về thì vo sạch, rồi cho vào nồi cơm điện nấu chín. Yêu cầu với món cơm này phải dẻo, thơm, chín đều, không quá khô hoặc quá nhão. Khi cơm chín, bạn cho cơm ra tô lớn, cho thêm một muỗng dầu mè, mè rang và ít muối. Sau đó, trộn đều lên để món ăn thêm đậm đà. Bước 2, sơ chế nguyên liệu trứng gà bạn đập ra chén, thêm ít nước mắm, và đánh đều. Cho chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, khi dầu nóng, bạn cho trứng vào, và chiên chín. Lưu ý, bạn nên dùng chảo nhỏ, để lớp trứng dày hơn, thì khi cuộn sushi sẽ không bị nát. Trứng khi được chiên chín, bạn cho ra thớt, và cắt thành từng sợi dài, khoảng 15cm. Bạn thái xúc xích thành các sợi dài đều nhau. Hoặc bạn cũng có thể thay thế xúc xích bằng giò và cắt sợi tương tự. Bạn bóc lớp vỏ ni lông bên ngoài thanh cua, rồi thái thành từng sợi dài đẹp mắt. Bạn gọt sạch vỏ dưa leo, rửa sạch, thái sợi dài. Khi bạn mua củ cải vàng về, thì bạn đem rửa qua với nước nhiều lần, cho bớt vị mặn, rồi thái sợi dài. Bạn nên cắt kích thước củ cải và dưa leo tương đồng nhau. Bạn gọt vỏ cà rốt, rửa sạch và cũng thái sợi dài. Sau đó, bạn bắt nồi lên bếp, nấu sôi, rồi cho cà rốt vào chần sơ. Tiếp đến, khi cà rốt vừa chín tới, bạn vớt ra và cho ngay vào nước đá lạnh khoảng 15 phút để cà rốt giòn và giữ được màu tự nhiên tươi ngon. Rau cải bó xôi, cắt sạch gốc, nhặt bỏ phần lá úa, rồi đem rửa sạch. Tương tự như cà rốt, bạn cho cải bó xôi vào chần sơ, rồi cho vào nước lạnh. Bước 3. Cuộn sushi Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong, bạn chuẩn bị một chiếc mâm rồi trải mành tre vào giữa tiếp theo bạn đặt lá trong biển vào để phần nhám ngửa lên trên sau đó bạn lấy một lượng cơm vừa đủ trải đều lên mặt trong biển chỉ để lại một phần trong biển nhỏ để cuộn tiếp đến bạn cho lần lượt cà rốt dưa leo cải bó xôi củ cải muối vàng thanh cua xúc xích trứng chiên mỗi thứ một ít đặt theo chiều ngang của lá trong biển sau đó bạn nhẹ nhàng cuộn tấm mành tre lại vừa cuộn bạn vừa chỉnh sửa, để các nguyên liệu đảm bảo nằm giữa phần cơm, để món sushi được đẹp mắt. Tiếp theo, bạn cuộn chặt tay, đến khi hết lá trong biển là được. Cuộn sushi là một bước quan trọng, do đó, bạn nên cẩn thận và khéo léo chút nhé. Cuộn sushi chặt tay, để có được thành phẩm đẹp mắt. Bước 4. Cắt sushi Để miếng sushi thêm đều và bắt mắt. Bạn nên dùng một con dao sắt rồi thoa một ít dầu mè lên dao và cắt sushi thành từng miếng vừa ăn. Hoặc bạn cũng có thể cắt đôi nếu thích. Bước 5, chiên sushi. Trước tiên, bạn cho dầu ăn vào chảo và đợi cho dầu sôi. Bạn đập hai quả trứng gà vào chén rồi đánh tan. Bột chiên xù bạn cho ra đĩa. Sau đó, nhúng sushi vào bát trứng, rồi lăn sushi qua lớp bột chiên xù để sushi bột áo đều. Khi dầu sôi bạn cho sushi vào chiên ngập dầu. Khi sushi được chiên vàng giòn, bạn cho từng miếng ra đĩa có lót giấy thấm dầu. Vậy là hoàn thành. Bạn chỉ việc dọn ra và ăn kèm sushi với sốt mayonnaise hoặc tương ớt là được rồi đấy. Với cách làm sushi chiên xù ngon miệng của mình, hy vọng các bạn sẽ trổ tài và mang đến món ăn hấp dẫn cho cả gia đình nhé. Chúc các bạn thành công. Để biết thêm thông tin chi tiết về các cách làm bánh á, hay bánh Âu, bạn vui lòng để lại thông tin ở nút đăng ký hay like bên dưới để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé. Chào thân ái! Ngày 22 tháng 3 năm 2023